Ê, yo, chào mừng tất cả anh em quay trở lại channel mình Đức Chí Đích nhé. Trên tay mình hiện tại đang làm con kỳ đà Savannah, hay cái tên cụ thể của nó là kỳ đà Savannah Monitor nhé. Con này thì có nguồn gốc từ châu Phi, vùng đồng cỏ châu Phi anh em ạ. Này thì nó du nhập vào Việt Nam thì khá là lâu rồi. Hiện tại trên YouTube thì có rất là nhiều anh em đã làm clip về con này rồi ấy, nhưng mà mình sẽ vẫn cứ làm clip để bổ sung thêm một cái clip review pet của mình nhé. Là anh em nào có ý định mua pet hoặc là anh em mà muốn kiểu như là mua một vài con monitor ấy, thì em có thể tham khảo cái clip của mình thêm để trước khi quyết định là có nên mua hay không nhá. Ok anh em, thì có một cái lưu ý nhỏ là đối với anh em nào mà ở bên Hàn Quốc ấy thì bắt buộc anh em sẽ phải có một cái giấy, gọi là giấy kiểu mình xác nhận mình được phép nuôi những con động vật hoang dã như này nhá. Thì bắt buộc, bởi vì Hàn Quốc nó có một cái luật luật bảo vệ, nó ký hiệp định về cái luật bảo tồn và nuôi dưỡng cái loài động vật hoang dã ấy. Thì anh em sẽ bắt buộc phải có cái giấy đấy để anh em có thể mua hoặc là bán sau này, ví dụ như mình nuôi chán thì mình có thể bán lại ấy. Thì bắt buộc là anh em có cái giấy đấy. Bình thường thì nếu mà nói nhà nhỉ, nói mà anh em mình cứ cứ nuôi mà không bị ai phát hiện ấy thì em vẫn cứ nuôi thoải mái à. Còn chẳng may mà ví dụ như có ai kiểm tra hoặc là bị ai báo hoặc là anh em chẳng muốn bán hoặc muốn ấy thì nó sẽ rất là khó khăn. Nên là việc anh em mà muốn mua mua con Savala ấy thì thứ nhất là anh em sẽ phải hỏi bên bán, nên là cái giấy của nó, giấy tờ của nó có không. Nếu không có thì anh em nên cân nhắc cái việc mua nhé. Thì thường anh em nên mua ở những cái shop lớn ấy, shop bỏ sát lớn ấy, thì nó sẽ cung cấp cho em cái giấy tờ đầy đủ. Và sau này anh em sẽ có cái giấy tờ, người ta sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà làm cái thủ tục giấy tờ để nhận nuôi này, thì nó sẽ tốt hơn. Hoặc là người ta sẽ đưa luôn cho anh em cái tờ giấy mà người ta ấy, thì nó sẽ đây, mình sẽ để một cái mẫu ở đây nha anh em nhé, cái mẫu về giấy tờ nuôi con kỳ đà Savannah này. Ngoài kỳ đà Savannah thì giống Úc thì mình thấy là không không cần giấy. Còn một vài loài monitor ấy, như con cự đà gì nhỉ, cự đà tê giác, rồi iguana, rồi một vài con khác thì nó vẫn cần những cái giấy giấy cái gì nhỉ, giấy kiểu cho phép mình nuôi ấy. Thì còn đối với Việt Nam thì mình thấy là anh em ở Việt Nam nuôi thì không cần bất kỳ một cái giấy gì hết á. Nhưng mà thông thường thì ở Việt Nam mình kể cả là thằn lằn ra báo hoặc là những con thằn lằn khác mà khi bị báo ấy thì vẫn bị bế bình thường à. Mình có tham khảo một cái vài cái bài về việc mà cái đội gì nhỉ, đội môi trường hay là cái đội gì mà bế khoảng tầm vài trăm con thằn lằn ra báo ấy, xong là bế nó vào công viên gì ở trong Hồ Chí Minh nhỉ, lâu lâu rồi mình quên mất. Và sau đấy thì là toàn những con xác khô, chả biết bảo tồn hay không nhưng mà toàn xác khô không, chết sạch. Thì cái đấy là cái mà vấn đề mình lưu ý anh em là khi trước khi nuôi thì nên kiểu như là nên chuẩn bị sẵn những cái giấy tờ thì nó sẽ tốt hơn đấy, đặc biệt là đối với anh em là bên Hàn nhá. Lần này mắc sai thì tầm 1m1 đến 1m2 anh em nhé. Cái size baby mà ta bán anh em ấy thì nó thường rơi vào tầm 12 đến 16 cm. Thì nó rơi vào tầm nó chỉ to bằng một con nó chỉ to bằng một con Leo Bắc Echo thôi. Mì. Con nó cắn bây giờ. Đây thì mình sẽ lấy thử một con Leo Bắc Echo cho anh em xem nhé. Nó chỉ rơi vào tầm như này thôi này. Nó bé bé như này thôi, tầm con monitor mà lúc mà size baby ấy. Mì. Đây con của mình thì nó đã đạt cái size khoảng tầm 80 cm rồi. Thì đây là một loài khá là dễ nuôi, hiền và khá là khỏe anh em ạ. Con này rất là khỏe luôn, nhoi. Thì về ngoại hình con này thì con này có một cái đầu, có một bộ não khá là to anh em ạ, to hơn những cái loài kỳ đà khác. Và cái kiểu kết cấu vảy của nó ấy và cái đầu của nó, cái phần vảy của nó rất giống như mấy con kiểu như ve chó anh em, nhưng mà nhìn rất là chiến luôn. Đấy, trên người thì có những cái đốm trắng như này, nó theo hàng ấy, cũng khá là đẹp anh em ạ.
Đây, đầu này anh em nhìn này, nó nếu mà em nhìn mà không 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 nhìn kỹ, nó rất giống những kiểu con ve chó nó bu vào ấy. Đấy, những chân nó khá là to này, móng miếc các thứ vảy này, cái móng nó rất là sắc luôn. Đấy, thì con này có phần đuôi thì nó hơi bị ngắn nhưng mà nó dày, dày đuôi. Để nó có một sở hữu một cái lưỡi xanh nó thẻ thẻ ra, mình khá là sợ. Con này thì thực chất thì nó không cắn anh em ạ, nó không cắn mình ấy, nhưng mà sau những cái size trưởng thành, size to, nếu mà anh em không nuôi từ kiểu không nuôi từ bé, hoặc là nó không dạn người ấy, mình chưa biết được, mình chưa biết được luôn. Nhưng mà cái kiểu thè lưỡi của nó mình rất là sợ. Mình kiểu như những con như là con iguana hoặc là những con rồng dâu ấy, thì nhìn nó không thè lưỡi thì còn đỡ sợ ấy, con này nhìn nó khá là sợ. Thì về chuồng nuôi của con này cũng khá là đơn giản anh em ạ. Đây thì nó chủ yếu là một cái chiều hoặc tầm một cái lồng, cái chuồng nuôi ba cha như của mình nó gọi là ba cha ấy, thì nó thường rơi vào tầm 60 45 60 này. 60 45 và 90 ấy. Cái chuồng nuôi cỡ ba anh em, thì trong đấy thì nó phải có sưởi này và đèn. Đèn này thì anh em phải sử dụng đèn tia UVB nhá. Hoặc là anh em có thể dùng tích hợp đèn UVA và UVB. Đối với ở bên Hàn thì nó bán khoảng rơi vào tầm đèn tích hợp nó rơi vào tầm 40.000, 40 mấy nghìn, 50.000 thì rơi vào tầm 1 triệu tiền Việt. Anh em sẽ phải lắp thêm sưởi nhá. Loài này là loài cần dùng sưởi này. Và cái tia UVB để nó chuyển hóa canxi á. Đấy thì vấn đề về nót lèn thì em có thể sử dụng em có thể sử dụng gỗ gỗ thông ấy, vỏ vỏ gỗ thông ấy, hoặc là em sử dụng mùn dừa, à cái gỗ dừa, à cái gì nhỉ, đây này, em có thể sử dụng cái gì nhỉ? Cái cùi dừa ấy, cái cùi dừa ở trên đấy thì em có thể sử dụng. Thì đối với mình thì mình không thích sử dụng ở đây lắm, mình sẽ thường cho nó đi vệ sinh bên ngoài, và nếu nó đi vệ sinh trong đây thì mình sẽ lau luôn. Đó thì điều kiện nuôi của nó cũng khá là đơn giản. Đối với những cái con mà size bé thì em có thể nuôi ở cái chuồng nuôi gỗ này mà nó rơi tầm hai cha ấy, gọi là mình hay gọi là hai cha ba cha ấy, thì nó rơi vào tầm 60 35 với lại 40 thì phải. Đối với những con size to thì anh em phải để một cái kiểu môi trường nó rộng một chút. Bởi vì khi chặt quá nó ít đi lại thì nó rất dễ bị béo phì và có bệnh về xương anh em ạ. Nhưng mà bắt buộc phải có tia UVB anh em nhé. Bắt buộc phải có tia UVB, sưởi thì anh có thể sử dụng bát nhiệt. Nhưng mà thường thì mình sẽ lên sử dụng cái sưởi kia luôn. Còn vấn đề mà sưởi thì anh em có thể sử dụng cái hộp nuôi như này này, thì nó có bộ điều khiển luôn ở đây, chỉ nhiệt đấy, khi mà đạt đủ nhiệt độ thì nó có duy trì nhiệt độ đấy thôi, và nó sẽ không 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 mình sẽ không phải kiểu canh nhiệt nữa. Còn đối với anh em nào nuôi được ngoài trời thì nó tốt hơn. Đối với anh em trong miền Nam ấy thì thường cái nhiệt độ là ấm áp ấy, thì anh em sẽ đỡ tốn tiền sưởi hơn. Trong cái ở giữa đây nó là cái cảm ứng nhiệt đấy anh em. Còn đèn này thì mình sẽ bật cho nó khoảng tầm 8 tiếng một ngày anh em nhé. Đối với size to này thì mình ít dùng hơn, thì mình sử dụng tầm một ngày, thì mình cách một ngày vẫn không vẫn được anh em nhé. Đấy. Thì cái loại này thì rất dễ bị béo phì anh em ạ. Nên cái chế độ ăn của nó thì anh em cũng phải hết sức lưu ý, và anh em lên cho nó đi ra ngoài ấy, cho nó đi lại nhiều ấy. Nếu anh em nuôi mà để nó làm không nó sẽ rất dễ bị béo phì ấy. Ok anh em, thì thức ăn của con Savannah này thì nó là thường ăn gì? Thường thì được những cái con mà Savannah ấy, mà được thuộc cái size bé, size baby ấy, thì anh em có thể cho ăn dế nhá, ăn dế ăn sâu. Đối với những cái size to thì anh em vẫn có thể ăn cho ăn dế ăn sâu, tuy nhiên thì nó sẽ kiểu cái lượng dế và sâu của nó ấy rất là nhiều, nên là mình thường không không cho nó ăn cái đấy. Anh có thể bổ sung thêm thịt này, thịt lợn, thịt gà, rồi chuột và kể cả trứng.
trứng các loại như là trứng chim cút đấy hoặc là trứng gà thì anh em có thể luộc nó lên đấy để cho nó đỡ bị bẩn đấy. Em có thể cho ăn trứng thì mình cũng thường xuyên, thi thoảng mình cũng hay cho ăn trứng bởi vì mình cho ăn cả cái vỏ trứng luôn đấy, nó có canxi ấy. Một phần mình sẽ vẫn bổ sung canxi ở bên ngoài và khi mà cho nó ăn ấy, một phần thì mình sẽ cho nó ăn kiểu canxi trực tiếp từ những cái mà sản phẩm nó có canxi ấy, như là trứng ấy, hoặc là một số con gì khác. Hoặc anh em có thể cho nó ăn cả cá nhé. Con này thì nó thực chất nó là loại ăn tạp, ăn khá là nhiều đa dạng loài ấy, nên là việc nuôi con này khá là dễ nuôi. Thì nhưng mà có một nhược điểm của con loài này thì mình không thích cho lắm, mình không thích nuôi con này cho lắm bởi vì con loài này nó không phải là giống như là rồng rồng dâu anh em. Rồng dâu thì nó ăn cả rau cả ấy, thì nó đi phân nó đỡ thối hơn ấy. Còn con này nó ăn đa phần là kiểu như là thịt đạm các thứ ấy, chất đạm nhiều ấy, thì khi mà nó đi phân nó rất là thối. Là anh em có thể lựa những lúc mà em có thể tập cho nó có thói quen là khi mà anh em tắm cho nó ấy. Thường ấy thì những cái con này ấy, khi mà anh em ngâm ấm ấy thì thường nó sẽ đi ngoài luôn đấy, đi đi vệ sinh luôn đấy, thì mình sẽ giữ được vệ sinh sạch, chuồng nó sạch sẽ một chút. Vấn đề ăn uống khá là dễ rồi. Vấn đề chuồng nuôi thì mình đã nói rồi, chuồng nuôi thì anh em có thể nuôi ngoài trời. Đối với anh em nào trong miền Nam nắng 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 nóng nhiều ấy thì em sẽ có một cái điểm gọi là điểm cực nắng, cực nóng ấy, xong rồi em sẽ để một cái phần dơm mát ấy, để khi mà con kỳ đà Savala của anh em ấy nó đạt cái nhiệt độ cần thiết và nó sử dụng cái nhiệt độ đấy để chuyển hóa xong cái nguồn thức ăn của nó ấy, thì nó sẽ chui vào trong cái phần dơm mát nó nằm ấy. Còn bát nước nữa thì anh em thì có thể để một bát nước rộng, bát nước nó là cần thiết nhất. Loài này thì nó ít đá bát nước hơn những loài khác anh em ạ, nên là việc để bát nước cũng khá là ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì anh em nên sử dụng cái bát mà nó có cái trọng lượng nó nặng một chút hoặc là nó bẹt ấy, cái bát mà nó làm bẹt là nó dính kiểu như nó bẹt mà nó nặng ấy thì nó sẽ khó mà làm đổ được cái bát nước nữa, thì cái chuồng nuôi của mình nó sẽ khô thoáng và sạch sẽ nhé. Thì cái cách thức cho ăn thì thường thì mình sẽ thường để khoảng tầm 2 đến 3 ngày mình sẽ cho ăn một lần. Đối với sài bé thì mình thường hay cho ăn dế dế bé, sai to thì mình cho ăn thịt thì mình sẽ cho nó ăn khoảng tầm cần này cần gốc tay này, thì mình sẽ cho nó nhịn khoảng tầm 2 3 ngày cho nó tiêu hóa hết, và đồng thời em sẽ bật sưởi và bật đèn UVA ra. Khoảng tầm 1 tuần thì mình sẽ bổ sung canxi và cho nó ăn thêm kèm thêm trứng và các loại cá để nó đa dạng cái khẩu phần ăn của nó ấy. Cái nhiệt độ mà anh em nên duy trì cho nó là từ tầm 25 đến 30, 30 đến 35 độ C. Và đối với ban đêm thì anh em nên duy trì cho nó từ tầm 22 đến 28 độ C nha anh em nhé. Được xác định giới tính của kỳ đà Savannah cũng khá là dễ anh em. Em có thể để ý về những cái ngoại hình của con Savannah ấy. Đối với con đực thì chân của nó thường dài và màu sắc thì sẽ thường tươi sáng hơn, và phần bụng nó sẽ hẹp và đuôi nó dài và thô. Còn những con cái thì nó sẽ có phần bụng nó tròn đấy và chân ngắn, đuôi ngắn và màu nó sẽ sậm hơn anh em nhé. Cơ quan sinh dục của con kỳ đà Savannah ấy, thì đối với con đực thì nó sẽ nhỏ và khi mà mình ấn sẽ nó có một phần thịt nổi ra ấy. Còn đối với con kỳ đà Savannah cái ấy, thì nó cái lỗ hậu môn của nó sẽ khá là to và nó phẳng luôn anh em. Hoặc anh em có thể kiểm tra bằng cách soi đèn này, có cái hiện lên phần tối thì là con đực, nó không có thì là con cái anh em nhé. Cách nhanh nhất là anh em có thể hỏi luôn cái chủ shop bán cho anh em ấy. Thì ok anh em, trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về cái con kỳ đà Savannah. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho một số anh em có ý định chọn nuôi đó nhá. Cảm ơn anh em đã xem.